Mình từ diễn đàn android.vn. Hôm nay để tiếp tục review các app bổ hay giúp bạn sử dụng dễ dàng hơn, mình sẽ giới thiệu các bạn ứng dụng toán học Math Studio, ứng dụng giúp bạn học các môn toán đơn giản và dễ dàng nhất. Đầu tiên, khi mở ứng dụng ra, bạn sẽ nhìn thấy các chức năng email, cắt tốt dùng để option cài đặt search chức năng. Phần main chính là giao diện chính của màn hình. Ở đây bạn sẽ nhìn thấy bàn phím, các chức năng như function code, sin code, đồ thị, các hàm công thức như partic, pare, sơ đồ, polo, vector, list, vector 3D. Ứng dụng này đặc biệt là chỗ bạn có thể kết hợp bàn phím và đồ thị cùng một lúc khi bạn nhập số để tính toán đồ thị, thì ngay lập tức sẽ kết quả sẽ hiện ra và sẽ có đồ thị ở đây giúp bạn vẽ kết quả plot là thêm công thức tính toán, còn slope là kết quả mà bạn tính được. Sau đó bạn sẽ nhìn trên màn hình, đồ thị sẽ hiện ra với các tọa độ x, y, z, y min, y max. Ứng dụng này sẽ rất phù hợp cho các bạn học đồ thị hình học không gian, trừu tượng, hình học giải tích. Về bàn phím, bạn lít sang trái, trượt tay sang trái sẽ hiện ra bàn phím lớn bằng nhỏ, bên phải là bàn phím số, bên này là các hàm asin code, các công thức toán học đơn giản. Chọn kết quả. Nếu các bạn nhập sai công thức, hệ thống sẽ hiện ra báo lỗi và bắt bạn sửa lại. Ở đây mình sẽ sửa lại. Ok. Kết quả là bằng 1. Ok. Ngay lập tức, bạn muốn thay đồ thị khác, bạn sẽ chọn vào, sẽ có tọa độ hiện ra. Để tìm hiểu phần cài đặt, bạn muốn thay đổi bằng phần new. Open là mở ra các file bạn đã lưu lại, save dùng để lưu kết quả bạn vừa làm được. Cancel. More. Ở đây sẽ có các công thức toán giúp bạn cài đặt thêm. Ví dụ như là evaluate, include, insert, intry, thêm các đồ thị, delete, intry, xóa. Cut inside, copy inside, paste inside, line, copy paste line, thêm dòng, tutorial, full screen. Như các bạn đã thấy, basic. Phần cut đó chính là các hàm biến sử dụng bạn đơn giản, giúp bạn sử dụng nhanh chóng và tiện lợi nhất. Có rất nhiều công thức các hàm khác nhau, bạn không phải nhớ được, vì thế bạn hãy dùng lưu nó lại và sẽ ứng dụng Math Studio sẽ giúp bạn làm được tất cả. Đây mình sẽ ví dụ kết quả. Hàm này là hàm sai vì mình không biết hàm này thế nào, bạn có thể chọn hàm khác. Điều này rất hữu ích cho các bạn yêu thích các môn toán. Phần cài đặt, bạn có thể lựa chọn các cài đặt để tùy chỉnh dễ dàng, như là cài đặt đồ thị, cài đặt 2D, 3D, cài đặt bàn phím, cài đặt giao diện, cài đặt các màu, phông chữ. Chức năng search dùng để search các công thức toán nhanh chóng và tiện lợi nhất. Cuối cùng, mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi ứng dụng và xin hẹn gặp lại các bạn ở các ứng dụng tiếp theo.